Ok, hello, chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Suna và hôm nay mình sẽ chơi game mà tử game kinh dị. Game này cũng gần giống với Ghost School. Mà lần này mình sẽ đi mà game này mình sẽ đi hấp thể một căn một bệnh viện bảo quan. Đây mình đang ở nhà. Game này nhìn đồ họa cũng rất là đẹp các bạn. Đó, đi nào, game này các bạn có thể lên app VN các bạn tải. Vô lấy chuyện hội. Đây. Có chuyện lâu lắm để mình tiếp. Rồi nó chuyển gần xong rồi. Đi nào. Giờ thì mình sẽ đi vô phòng. Đó, nó hiện lên chữ màu đỏ vậy là đi làm. Bật máy tính lên có một cái tin nhắn này. Đó. Lấy camera hả? Lấy pin. Camera này dùng để đi trong bóng tối thôi. Xong đi ra ngoài. Số ghi mình đã quay lại đây. Rồi giờ đi tiếp nè. Bật máy quay lên sẵn sàng. Để chẳng gì đây. Hết mây. Nó còn hàng hiếp dâm nhỏ kia. À, mình phải đi thu thập mấy bức tranh nè. Quá. Gì thế nhỉ? Hello. Chắc cây dây đoạn nó qua không được. What the fuck? Chữ hết mà nó có cái ý nghĩa gì mà qua cái nó không được. Gì kỳ vậy ta? Các bạn đợi mình chút nha. Xong. Video hôm nay mình tiết qua nó hơi bị nhiều. Ôi, quá gì vậy? Ui. Làm giật cái mình. Chân nè.
kìa, có một quả nè, cái xác kìa. Em để ra phải lấy cái thứ gì đó trong này chứ. Ôi giật cái mình. Mình quá vô được rồi. Giật cả mình nè. Chơi game này bạn nào yếu tim thì đừng có chơi cái game này nha các bạn. Game này nó rất là kinh dị. Và trái bóng bãi biển đâu ra vậy? Vô đây thì nó ít cái cảnh ma hơn. Mà ghê nhất là đi xuống tầng hầm các bạn phải đối mặt với mấy cái con kia. Trong cái này có mấy con búp bê đường nè. Mà quên mình đâu có cần thiết phải vô mấy cái căn phòng đó đâu. Mình sẽ đi lên trên này trước. Mình kiếm cái mật mã để mình giải quyết cái bí mật. Đây 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 các bạn, nó đây. Cái này là nghe tiếng gì ghê vãi. Đó, vậy có cái bức tranh này. Cái này tốc độ xe camera hơi chậm. Nên các bạn cũng hơi khó chơi chút. Nếu như mà cái này mà tốc độ camera nó sẽ nhanh chút rồi các bạn dễ chơi hơn. Thì này các bạn có thể lên app game các bạn tải cũng được. Với cả cửa nó tự đóng rồi luôn kìa. Trong này có mật khẩu nè. 4152. Ôi, búp bê chuyển động kìa. Rồi xong. Gì vậy? Mày cười tao à? Cười cái con khỉ khô. Mày biết tao.
tao là trọng su neo mà mày dám cừ tao. Mà nó thấy nó trời ơi. À, cái đĩa đâu ta? Ờ à, đúng rồi, nãy trong phòng búp bê nãy mình thấy có cái đĩa. Cái này mình nghĩ tốt nhất các bạn nên chơi vào giấc sáng, các bạn nên chơi vào giấc tối. Ngày tối ngủ về giấc tối các bạn sẽ có thể là sẽ ám ảnh đây. Mày không được cười tao. Chạy lên, chạy lên, chạy lên. Đây. Số liệu của mẹ gì đây? À, thì ra cái này. Cái này là bát của cái cửa này. Đúng rồi. Đây là mật mã của cái cửa. Rồi sao không vô tầng hầm rồi đây? Đi dưới đây mình nghĩ sẽ không có người nào ở đây đâu. Đúng rồi, là cái bệnh viện bảo quan. Ở kia có người kìa. Bạn không dám nấy nào. Anh em có cảm nghĩ gì khi dưới này? Ơi, ơi, quay, quay, quay. Quay, đừng quýnh tao. Quát, quát, tại sao? Ui, nhìn kìa. Fuck, mình thua sao? Không thể ngờ được. Và mình cũng xin kết thúc video. Các bạn thấy video hay, nhớ để lại cho kênh của mình một like và một subscribe nhé.